tatiyambi bodhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Itibiso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Charana Sambandho Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarathi Sathade Vamanusanang Buddho Bhagavati Nathi Me Saranang Anyang Buddho me saranang warang etena sacca vacchena hontu me jayamangalam uttamangena vandeham padamangsup varuttamam buddheyo khalito doso buddho khamato tang mamang Sakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Vedita Povinyo Hitinathime Saranang Anyang Dhamme Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hondume Jayamangalang Uttamangena vandeham dhamman chaduvitham varam dhamme yo khalito doso dhammo khamato tang mamam Subhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Ujubhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Nyayabhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Samijibhatibhano Bhagavato Savaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Bhogala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraneyo Anuttara Punyang Khetang Loka Satinathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Etena Satcha Vachena Hontu Me Jayamangalam Uttamangena vandeham sanghaṃ caduvidhottamaṃ saṅkheyo khalito doso saṅkho khamato taṃ mamaṃ vandāmi ceti yaṃ sabbaṃ sabbathāne subhatitthitaṃ sarīrikathātu mahābodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā Uthe atha visancha dvara sancha sahasa ke pancha sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham mancha sangham cha adare nanamami han namakara nupave nahan toa sabbe upatave aneka antaraya vinasantu ase sato Sambuddhe pañca paññā sañca sahasa ke nasata sahasa ninamāmi sirasa aham te saṅghaṃ mañca saṅghaṃ ca adare nanamāmi haṃ namakāra nupāve nahaṃ tvā sabbe upātthave aneka antarāya pi vinassantu asse sato Sambuddhe na uttara sate atha chattari sa sahasa ke visati sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham mancha sangham cha adare nanamami hang namakara nupave nahan to sabbe upatthave aneka antaraya pi vinassantu sato sabbe purati maya disaya sata vera sukhi honu sabbe purati maya disaya sata vera sukhi honu sabbe dakhina
Yadi saya sata wera suki hotu sape dakina. Yanuri saya sata wera suki hotu sape pecima. Yadi saya sata wera suki hotu sape pecima. Yanuri saya sata wera suki hotu sape utara. Yadi saya sata awera suki hondo sape utara. Yanuri saya sata awera suki hondo sape uparima. Yadi saya sata awera suki hondo sape hetima. Yadi saya sata awera suki hondo sape sata. Awera hondo sukita hondo nituka hondo abya pacha hondo anika hondo dika yuka hondo agoga hondo sambati hisami chantu suki atana pariharantu dukha pata jani dukha faya pata jani faya soka pata jani soka hondo sape pipani no akasatha japhammatha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakhang tu sasanam akasatha japhammatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu no garu Akasatha japhammatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu nyatayo Akasatha japhammatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu panino Akasatha japhammatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hong tu anagate kale Sa thú. Dạ thầy Kinh Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic giảng tiếp tục cho chúng con. Xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Đức Thầy Giác. Nam mô Phật Ma Giác. Nam mô Phật Ca. Xin chào. Dạ. Con kính lãnh lễ sư ạ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số số 10. Bài số 10 đó là về lịch sử Đức Phật thì là đại hội thứ 3. Để nói về điềm báo trước rằng các cư sĩ áo trắng sẽ vi ngưỡng giáo pháp của Bồ Tát nhiều vô kể khi Ngài được giác ngộ. Trong bài học này thì sau đoạn lịch sử thì có phần số điểm. Đây là một trong những bài khó ở trong quyển 2 này thì bắt buộc mình phải nhớ rất nhiều. Vừa phải nhớ con số điểm, vừa phải nhớ các bản chia của số điểm. Bài này là một trong những bài khó. Số điểm ở trong tiếng Pali là nó khá phức tạp. Về đạo lịch sử thì ở đây chúng ta có đạo lịch sử ngắn, đó là Bồ Tát thấy các con sâu trắng đầu đen đã bò từ hai chân cho đến hai đầu gối và bao phủ kính cả hai đầu gối của Ngài. Điềm báo thứ ba này cho Bồ Tát biết rằng nhiều cư sĩ áo trắng ở bốn giai cấp sẽ phi y Ngài, bậc A-la-hán chánh đẳng giác cho đến trọn đời.
khi ấy những người không hiểu biết thì cứ nghĩ rằng tại sao họ lại đi theo Sa môn Gotama, theo Sa môn Gotama có lợi ích gì. Nhưng những người đã hiểu thì luôn nghĩ rằng Sa môn Gotama là bậc đại phúc. Và đó là phần đoạn sự ngắn. Vậy chúng ta sẽ học phần ngữ vựng trước đi, để sẽ tính sang ngữ vựng. Là phần ngữ vựng của bài học này có hai trang. Tatiya Bodhisattva Patati Kimi Seta Cần hát xây xì xá, cần hát xì xá, u sắc cá tí, quý, phà đá, trà nú, bất tích hà đề tí, Chà nút mình đá lát. Nhìn ký ký là ký ký đó. Điều cứ đọc là ký ký hay đừng nói sư tra lại thế ha. Ký ký người cư sĩ, người tại gia, ô đà tát quát sát mát. Odata Vatsana, mặc áo trắng, Pahu, Vanna, Chattu, Saranangachati, Sama Samputha, Arahanta, Yawapa, Puneta, Yawapa Puneta, Chana, Chinteti, Nichakalang, Anupanthati, Kimathaya, Achananta, Pana, Maha Punya Vantat, Gotama Samana. Rồi giờ mình lớp giơ tay lên để đọc phần ngữ vựng này. Anh các khánh chữa lên lớp lớp nào. Cô Phước Duyên mời lớp. Dạ. Các khánh giơ tay lên. Xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư, con xin Tatiya là thứ ba, Bodhisattva Bồ Tát, Pasati thấy, Ký Mí là sâu dòi trí rận, Xê Tá màu trắng, Can Há Si Xá đầu đen, Út Sắc cá tí bò, đuý hai, ba đá chân, cha nú đầu gối, phát tít cha đê tí hủ kính, cha nú manh đá lá vùng đầu gối, ghi hi người cư sĩ, người tại gia, ô đa tá quá xá má mặc áo trắng, bá hú là nhiều, quan ná giai cấp, chá tú bốn, xá răng gắt chá tí quy y, Sama Sambuddha, bậc chánh đẳng chánh giác, Arahanta, bậc A-la-hán, Yawa, Banu Beta, cho đến trọn đời, Chana, người dân chúng, Chintanti, suy nghĩ, Nichakalang, luôn luôn, Anuban, tháp tí, đi theo, Kimathaya, để làm gì, Achananta, khi không biết, Bana là nhân,
Má ha pun nhá văn tú bậc đại phúc gô tá má xá man má sa môn gô tá má gô gô tá má tôi xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con xin đọc ngữ vận ạ. Tá tí giá là thứ ba, bô thí sát tá bồ tát, bát sa tí thấy, ký mí sau dòi trí rận, xê tá màu trắng, căn há si xá đầu đen, út sắc cá tí bò, quý hai ba đá là chân, cha nú đầu gối, bát tí cha đê tí phủ kính, cha nú măng đá lá vùng đầu gối, ghi hi người cư sĩ người tại gia, ô đá ô đa tá quá xá ná mặc áo trắng, bá hú nhiều quanh ná giai cấp, chá tú là bốn, xá ra năng gác chá tí là quy y, samma sambuddha bậc chánh đẳng giác, á ra hằng tá bậc a la hán, gia quá pa nú bê ta cho đến trọn đời, chá ná người dân chúng, chin ten tí suy nghĩ, nít chá ca lăng luôn luôn, á nú păng thá tí đi theo, ký mát tha giá để làm gì, á cha năng tá khi không biết, bá ná nhưng, má ha buôn nhá quanh tú bậc đại phúc, gô tá má san má ná sa môn gô tá má, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư, con xin đọc ngữ vận ạ. Tá tí giá là thứ ba, út thí sát tá bồ tát, bát xá tí thấy, ký bí sâu dòi trí rộng, xê tá màu trắng, canh há si xá đầu đen, út sắc cá tí bò, quý hai ba đá chân, cha nú đầu gối, bát tít cha đê tí phủ kín, cha nú manh đá lá vùng đầu gối, ký hi người cư sĩ người tại gia, ô đa tá quá xá ná mặc áo trắng, bá hú là nhiều quanh ná giai cấp, chát tú là bốn, xá rá năng gắt chát tí quy y, samma sambuddha bậc chánh đẳng giác, á ra hằng tá bậc a la hán, gia quá pa nú pê ta cho đến trọn đời, chá đá người dân chúng, chin ten tí là suy nghĩ, nít chá ca lăng là luôn luôn, á nú ban thá hí là đi theo, ký mát tha giá để làm gì, á cha nan tá khi không biết, phá ná là nhân, má ha pun nhá văn tú bậc đại phúc, gô tá má xá ma ná sa môn gô tá má. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ngữ vận bài 10 ạ. Tá tí giá thứ ba, bô thí sát tá bồ tát, bát xá tí thấy, ký mí sâu dòi trí rận, xê tá màu trắng, căn há si xá đầu đen, út sắc cá tí bò, đúy hai ba đá chân, cha nú đầu gối, bát tích cha đê tí phủ kín, cha nú măn đá lá vùng đầu gối, gí hi người cư sĩ người tại gia, ô đa tá quá sa ná mặc áo trắng, bá hú nhiều quanh đá giai cấp, chá tú bốn,
Saranang Gacchati Quy Y Samma Sambuddha bậc chánh đẳng giác, Arahanta bậc A La Hán, Jagwa Panupeta cho đến trọn đời, Chá Ná người dân chúng, Chin Tên Tí suy nghĩ, Niccha Ca Lăng luôn luôn, Anuban Thá Tí đi theo, Kimattha Giá để làm gì, Acha Nan Tá khi không biết, Pá Ná nhưng, Maha Puná Quan Tú bậc đại phúc, Gotama Xá Má Ná Má Ná Samôn Gotama. Bạch sư con xin hết ạ. Em xin mời Phật tử An. Thì sư xin đọc Tá Tí Giá là thứ ba, Bồ Thí Sát Tá Bồ Tát, Phát Sát Tí là thấy, Kim Ý là sâu dồi trí rận, Xê Tá màu trắng, Canh Hát Xì Xá đầu đen, Ất Sát Cá Tí là bò, Quý là hai, Pha Đá là chân, Cha Nú đầu gối, Phát Chí Cha Đề Tí là phủ kính, Cha Nú Mạnh đá lát dùng đầu gối, Ghi Hi người cư sĩ, người đại gia, Ô Đa Tá Vát Ô Đa Tá Vát Xá Ná mặc áo trắng, Phá Hú nhiều, Van Ná giai cấp, Chá Tú bốn, Sa Ra Năng Gắt Chá Tí Quy Y Samma Sambuddha bậc chánh đẳng giác, Arahanta bậc A-la-hán, Cha Vá Pa Nu Pê Ta cho đến trọn đời, Chá Ná người dân chúng, Xin Tê Chí suy nghĩ, Nít Chá Ca Lăng luôn luôn, Anu Bạn Tha Chí đi theo, Tí Mát Tha Giá để làm gì, Acha Nan Tá khi không đến, Pha Ná nhưng, Maha Phun Ná Văn Tú bậc đại phúc, Gotama Savana Samon Gotama. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc bài đọc ngữ vựng. Tá Tí Giá thứ ba, Bồ Thí Sát Tá Bồ Tát, Phát Sát Tí thấy, Ký Mí sâu dòi trí rận, Xê Tá màu trắng, Khanh Hát Si Xá đầu đen, Út Xá Khát Tí bò, Rí hai, Pha Đá chân, Cha Nú đầu gối, Phát Tí Cha Đề Tí phủ kính, Cha Nú Mèn đá lá vùng đầu gối, Ghi Hí người cư sĩ, người tại gia, Ô Đà Tá Quá Xá Ná mặc áo trắng, Phá Bá Hú nhiều, Quanh Ná giai cấp, Chá Tú bốn, Sa Ra Năng Gách Chá Tí Quy Y Maha Sambuddha bậc chánh đẳng giác, Arahanta bậc A La Hán, Già Quá Pha Nú Khe Ta cho đến trọn đời, Chá Ná người dân chúng, Chinh Thêm Tí suy nghĩ, Nít Chá Ca Lăng luôn luôn, Anu Bàn Thá Tí đi theo, Khi Ma Thà Giá để làm gì, A Trà Nành Tá khi không biết, Phá Ná nhưng, Ma Hà Phùn Nha Hoành Tú bậc đại phúc, Gô Tá Má Sa Má Nó Sa Môn Gô Tá Má. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Thưa sư xin đọc ngữ vựng. Tá Tí Giá thứ ba, Bố Thí Sát Tá Bồ Tát, Bát Sát Tí thấy, Ký Mí sâu dồi trí rận, Xê Tá màu trắng,
Kanha si se đầu đêm. Pusakati bà quý hai. Ba lá chân che nú đầu gối. Ba tích che đê tí phủ kính. Che nú mandala vùng đầu gối. Quý hi người cư sĩ người tại gia. Oda ta quát ta ná mặc áo trắng. Ba hú nhiều. Quánh ná giai cấp. Chế tú bốn. Chá ra năng gách chá tí quý y. Sám mê sám bút thế hoặc kinh đẳng giác. Ra hắn tá bậc a la hán về quá ba nú bê ta cho đến trọn đời chế ná người dân chúng xin tên tí suy nghĩ nít chế ca lăng luôn luôn a nú quan đá tí đi theo ký mất thay giá để làm gì a trên nan tá khi không biết ba né nhưng mấy hà bùn nhé quanh tú hoặc đại phúc vô tâm á, xem mình á, xem buồn vô tâm á. Vậy thầy kêu anh xin hát. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vừa ạ. Tá Tí Giá thứ ba, Ô Thí Sát Tá, Bồ Tát, Bát Xá Tí, Thấy, Tí Ní, Sâu, Dòi, Chí, Rận, Xe Tá, Màu Trắng, Căn Há, Thi Xá, Đầu Đen, Út sách cá tí bò, lý hai, ba đá chân, cha nú đầu gối, ba kích cha đê tí phủ kín, cha nú măng đá ná, gồm đồ gối, ghi hi người cư sĩ người tại gia, cô đa tá quá xanh ná, mặc áo trắng, bá hú nhiều, quanh ná, tay cấp, cha tú bốn, sa đá năng gác cha tí duy y, tham ma sam bút thá bậc chánh đẳng giác a ra hăng tá bậc a la hán ra quá ba nú tê ta cho đến trọn đời chá ná người dân chúng xin tem tí suy nghĩ biết chá ca năng luôn luôn a nu ban thá tí đi theo ký mắt tha giá để làm gì a cha nam tá khi không biết ba ná nghiêm ná ha pun ná quan tú bậc đại phúc vô ta má sa na ná sa môn vô ta má đã thi sư có xin hết ạ. Xin mời Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc ngữ vận. Tá Tí Giá thứ ba, Vô Thí Sát Tá Bồ Tát, Bát Xá Tí Thấy, Ký Mí Sau Dòi Chí Rận, Xê Tá màu trắng, Can Há Si Xá đầu đen, Út Xá Cá Tí bò, Quý Hai Ba Đá chân, Cha Nú đầu gối, Ba Tí Cha Đề Tí phủ kính, Cha Nú Manh Đá Lá vùng đầu gối, Ghi Hi người cư sĩ người tại gia, Ô Đa Tá Quá Xá Ná mặc áo trắng, Tá Hú nhiều, Quan Ná giai cấp, Chá Tú bốn, Saranang Gát Chá Thí Quy Y, Samasambuddha bậc chánh đẳng giác, Arahanta bậc A La Hán, Gia Quá Panu Pê Tí Pê Ta cho đến trọn đời, Cha Ná người dân chúng, Chin Đen Tí suy nghĩ, Niết Chá Ca Lăng luôn luôn, Anupan Tha Tí đi theo. Khi mát tha giá để làm gì? Á cha nam tá khi không biết. Ba ná nhưng. Má ha pun nhá quan tú bậc đại phúc. Gô tá má sa ma ná. Sa mô gô tá má. Thư sơn xin hết. Dạ, sư phần đọc từ vận đã xong. Chúng ta chuyển qua phần đọc số đếm. Về phần số đếm ở đây thì mình có hơn 100 số. Nếu mà mình đọc một người thì mình không có thời gian. Giờ mỗi người thì mình đọc 50 số.
mình còn lại đọc hết. Lời đầu tiên là anh đọc từ 1 tới 50. Lời thứ hai thì đọc tới từ 51 tới kết thúc phần số đếp này. Rồi ta nói chúng ta sẽ nghe cái phần bài giảng. Một xin mời Phật tử. Vâng, nên sẽ đọc cùng bạn đi rồi mời Phật tử đọc. Một là yeah. Yên bạc, hai là quý, ba là tí, bốn là chắc thuốc, năm bánh chán, sáu là sát, bảy sắc tác, tám tâm thác, chín ma quá, mười đạt tác. 11 Eka Datta, Eka Rasta, 12 Dwa Datta, Pa Rasta, 13 Te Rasta, 14 Chattuk Datta, Chut Datta, Chot Datta, 15 Pancha Datta, Panna Rasta, 16 Solasta, 17 Satta Rasta, 18 Attha Rasta, 19 Eko Navi Sati, 20 Vi Sati Visa. 21 Eka Vi Sati, 22 Dwa Vi Sati, Pa Vi Sati, 23 Te Vi Sati, 24 Chattu Vi Sati, 25 Pancha Vi Sati, 26 Chappi Sati, 27 Satta Vi Sati, 28 Attha Vi Sati, 29 Eko Na Tinh Sati, 30 Tinh Sati Tinh Sa, 31 Eka Tinh Sati, 32 quất tình sát tí, quất tình sát tí, 33 tết tình sát tí, tết tình xa, 34 chất tốt tình sát tí, chất tốt tình xa, 35 bánh chát tình sát tí, 36 chất tình sát tí, 37 sát tá tình sát tí, 38 ác thác tình sát tí, 39 eco nói chất ta lì xa, 40 chất ta lì xa, 41 e các chất ta lì xa, 42 đuê chất ta lì xa, 43 tê chất ta lì xa, 44 chất tốt chất ta lì xa, 35 bình chát chất ta lì xa, 46 thách chất ta lì xa, 47 sát ta chất ta lì xa, 48 ách thác chất ta lì xa, 49 e cô ná bình nhà xa, 50 Panya Sa Panna Sa, 51 Eka Panya Sa, 52 Dwe Panya Sa, 53 Te Panya Sa, 54 Chattuk Panya Sa, 55 Panya Panya Sa, 56 Chap Panya Sa, 57 Satta Panya Sa, 58 Attha Panya Sa, 59 Eko Na Satthi, 60 Satthi, 61 Eka Satthi, 62 Dwe Satthi, 63 Te Satthi, 64 Chattuk Satthi, 65 Pancha Satthi, 66 Cha Satthi, 67 Satta Satthi, 68 Attha Satthi, 69 Eko Na Tinh Satthi, Eko Na Satthi, 70 Satati, 71 Eka Satati, 72 Dwe Satati, 73 Te Satati, 74 Chattuk Satati, 75 Pancha Satati, 76 Cha Satati, 77 Satta Satati, 78 Attha Satati, 79 Ekona Ekona Siti, 80 Asiti, 81 Eka Siti, 82 Dwe Siti, Dwa Siti, 83 Tiya Siti, 84 Chattura Siti, 85 Pancha Siti, 86 Cha Siti, 87 Satta Siti, 88 Attha Siti, 89 Eko Na Vuti, 90 Na Vuti, 91 Eka Na Vuti, 92 Dwe Na Vuti, 93 Dwa Na Vuti, 92 Dwe Na Vuti, Dwa Na Vuti, 93 Te Na Vuti, 94 Chattuk Na Vuti, 95 Pancha Na Vuti, 96 Na Vuti, 97 Satta Na Vuti, 98 Attha Na Vuti, 99 Eko Na Satta, 100 Satta, 1000 Sahasa, 10000 Dasa Sahasa, 100000 Satta Sahasa, lạc hát 1 triệu, sát ta sát
Đá-sa-la-kha 10 triệu, cổ tí 100 triệu, Đá-sa-cô-tí 1 tỷ, Sa-ta-cô-tí. Nó là phần số điểm. Bây giờ thôi mỗi người 30 số thôi, 50 số nhiều quá. Người đầu tiên đọc từ 1 tới 30, người thứ hai đọc 31 tới 60, người còn lại đọc hết, 3 người ha. Dạ, yeah. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc số đếm. Số 1, 1 ê cá, 2 rí, 3 tí, 4 chá tú, 5 thanh chá, 6 chá, 7 sát tá, 8 ách thá, 9 ná quá, 10 đá xá, 11 ê ca đá xá, ê ca rá xá, 12 đoa đá xá, ba rá xá, 13 tê rá xá, 14 chá tú đá xá, khút đá xá, khót đá xá, 15 thanh chá đá xá, thanh ná rá xá, 16 xô lá xá, 17 sát tá rá xá, 18 át tha rá xá, 19 ê cu ná quy xá tí, 20 quy xá tí quy xa, 21 ê cá quy xá tí, 22 đùa quy xá tí, ba quy xá tí, 23 tê quy xá tí, 24 chát tú quy xá tí, 25 thành cha quy xá tí, 26 cháp bì xá tí, 27 sát tá quy xá tí, 28 át thá quy xá tí, 29 ê cu ná tí, ê cu ná tìm xá tí, 30 tìm xá tí, tìm xà. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc số đếm ạ. Ê cá tinh sát tí 31, 32 đoá tinh sát tí, bát tinh sát tí 33, tết tinh sát tí, tết tinh xa 34, chát tú tinh sát tí, chát tú tinh xa 35, toàn chát tinh sát tí 36, chát tinh sát tí 37, sát tá tinh sát tí 38, át tá tinh sát tí 39, ê cu ná chát tà li sa 40, chát tà li sa 41, ê cá chát tà li sa 42, đê chát tà li sa 43, tê chát tà li sa 44, chát túc chát tà li sa 45, pan chá tát tà li sa 46, chát chá chát tà li sa 48, át thá chát tà li sa 49, ê cu ná pan nha sa 50, pan nha sa 51, ê cá pan nha sa 52, đê pan nha sa 53, tê pan nha sa 54, chá tú pan nha sa 55, pan chá pan nha sa 56, cháp pan nha sa 57, sát tá pan nha sa 58, át tá pan nha sa 59, ê cu ná sát thi 60, sát thí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, dạ thưa sư con xin đọc ạ. 60 sát thí, 61 ê cá sát thí, 62 quê sát thí, 63 tê sát thí, 64 chắc tút sát thí, 65 ban chá sát thí, 66 chắc sát thí, 67 sát tá sát thí, 68 ắt tha sát tí, 69 ê ná sát
Eku Ná Sát Phá Tý 70 Sát Ta Tý 71 Eka Sát Ta Tý 72 Quê Sát Ta Tý 73 Tê Sát Ta Tý 74 Chá Tút Sát Ta Tý 75 Pan Chá Sát Ta Tý 76 Chá Sát Ta Tý 77 Sát Ta Sát Ta Tý 78 Ác Thá Sát Ta Tý 79 Ê Cù Na Si Tý 80 Á Si Tý 81 Ê Ca Si Tý 82 Quê Si Tý Đoà Si Tý 83 Tòa Si Tý 84 Chá Tú Ra Si Tý 85 Phan Cha Si Tý 86 Cha Si Tý 87 Sát Ta Si Tý 88 Ác Tha Si Tý 89 Ê Cù Ná Vũ Tý 90 Ná Vũ Tý 91 Ê Ca Ná Vũ Tý 92 Đề Ná Vũ Tý Đòa Ná Vũ Tý 93 Tê Ná Vũ Tý 94 Chá Tu Ná Vũ Tý 95 Pan Chá Ná Vũ Tý 96 Chàn Ná Vũ Tý 97 Sát Tá Ná Vũ Tý 98 Ác Thá Ná Vũ Tý 99 Ê Cù Ná Sát Tá 100 Sát Tá 1000 Sá Hát Sá 10000 Đá Sá Sá Hát Sá 100000 Sá Tá Sá Hát Sá Lắc Khá 1 triệu Đá Sá Sá Tá Sá Hát Sá Đá Sá Lắc Khá 10 triệu Cô Tý 100 triệu Đá Sá Cô Tý và 1 tỷ Sá Tá Cô Tý. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ xin lỗi, Hảo Nguyễn đọc rồi mà quên hạ tay xuống. Dạ xin lỗi. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc số đếm ạ. Ê Cá 1, Đúy 2, Tý 3, Chá Tú 4, Păn Chá 5, Chá 6, Sát Tá 7, Ác Thá 8, Ná Quá 9, Đá Xá 10, Ê Cá Xá 11, Đoá Đá Xá, Ba Rá Xá 12, Tê Rá Xá 13, Chá Tú Đá Xá 14, Chết Tú Đá Xá, Cút Đá Xá, Cốt Đá Xá 14, Păn Chá Đá Xá, Păn Ná Rá Xá 15, Xô Lá Xá 16, Sát Tá Rá Xá 17, Ác Tha Rá Xá 18, Ê Cù Ná Quý Xá Tý 19, Vi Xá Tý Vi Xá 20, Ê Cá Vi Xá Tý 21, Đoá Vi Xá Tý, Ba Vi Xá Tý 22, Tê Vi Xá Tý 23, Chát Tú Vi Xá Tý 24, Păn Chá Vi Xá Tý 25, Chát Bí Xá Tý 26, Sát Tá Vi Xá Tý 27, Ác Thá Vi Xá Tý 28, Ê Cù Ná Tinh Xá Tý 29, Tinh Xá Tý, Tinh Xa 30. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. 31 Ê Cá Tinh Xá Tý, 32 Quát Tinh Xá Tý, Bát Tinh Xá Tý, 33 Tết Tinh Xá Tý, Tết Tinh Xa, 34 Chá Tụ Tinh Xá Tý, Chá Tụ Tinh Xa, 35 Pàn Chá Tinh Xá Tý, 36 Chá Tinh Xá Tý, 37 Sát Tá Tinh Xá Tý, 38 Ác Thá Tinh Xá Tý, 39 Ê Cù Na Chá Ta Li Xa, 40 Cha Chát Ta Li Xa, 41 Ê Ca Chát Ta Li Xa, 42 Quê Chát Ta Li Xa, 42
Tê Chát Ta Li Sa 4. 44 Chát Tú Chát Ta Li Sa 45 Pan Chát Chát Ta Li Sa 46 Cha Chát Ta Li Sa 47 Sát Ta Chát Ta Li Sa 48 Át Tha Chát Ta Li Sa 49 Ê Cô Na Pan Nha Sa 50 Pan Nha Sa Pan Na Sa 51 Ê Ca Pan Na Sa 52 Vê Pan Na Sa 53 Tê Pan Na Sa 54 Chát Túc Pan Na Sa 55 Pan Chá Pan Na Sa 56 Chắp Pan Na Sa 57 Sát Ta Pan Na Sa 58 Át Tha Pan Na Nha Sa 59 U Na Sát Thí 60 Sát Thí. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc cố đếm ạ. 60 à 61 Ê Cá Sát Thí 62 Đê Sát Thí 63 Tê Sát Thí 64 Chá Tú Chá Tú Sát Thí 65 Banh Chá Sát Thí 66 Chắc Sát Thí 67 Sát Tá Sát Thí 68 Ép Tha Sát Thí 69 Ê Cu Ná Sát Tá Tí 70 Sát Tá Tí 71 Ê Cá Sát Tá Tí 72 Đê Sát Tá Tí 73 Tê Sát Tá Tí 74 Chá Túc Sát Tá Tí 75 Banh Chá Sát Tá Tí 76 Chát Sát Tá Tí 77 Sát Tá Sát Tá Tí 78 Ép Thá Sát Tá Tí 79 Ê Cu Na Si Tí 80 Á Si Tí 81 Ê Ca Si Tí 82 Đê Si Tí 83 Ba Si Tí 82 Đê Si Tí Đa Si Tí 83 Ra Si Tí 84 Chá Tú Ra Si Tí 85 Banh Cha Si Tí 86 Cha Si Tí 87 Sát Ta Si Tí 88 Ép Tha Si Tí 89 Ê Cu Ná Vú Tí 90 Ná Vú Tí 91 Ê Cá Ná Vú Tí 92 Đê Ná Vú Tí Đa Ná Vú Tí 93 Tê Ná Vú Tí 94 Chá Tun Ná Vú Tí 95 Banh Chá Ná Vú Tí 96 Chanh Ná Vú Tí 97 Sát Tá Ná Vú Tí 98 Ná Vú Tí 99 Ê Cu Ná Sa Tá 100 Sa Tá 1000 Sa Hát Tá 10.000 Đá Sa Sa Hát Tá 100.000 Sa Tá Sa Hát Tá Lắc Tá 1 triệu Đá Sa Sa Tá Sa Hát Tá Đá Sa Lắc Tá 10 triệu Cô Tí 100 triệu Đá Sa Cô Tí 1 tỷ Sa Tá Cô Tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư con xin đọc Ê Cá là 1 Quý 2 Tí 3 Chá Tú 4 Panh Chá 5 Chá 6 Sát Tá 7 Át Tá 8 Ná Vá 9 Đá Xá 10 Ê Ca Đá Xá Ê Ca Rá Xá 11 12 Đoa Đá Xá Ba Rá Xá 13 Tê Rá Xá 14 Chá Tất Đá Xá Cút Đá Xá Cót Đá Xá 15 Phanh Chá Đá Xá
Anarasa 16, Solasa 17, Chattarasa 18, Attharasa 19, Ekuna Visati 20, Visati Visa 21, Eka Visati 22, Va Visati, Ba Visati 23, Đề Visati 24, Chatu Visati 25, Pancha Visati 26, Chat Visati 27, Satta Visati 28, Atta Visati 29, Ekuna Tinsati 30, Tinsati Tinsa. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc số đếm trong tiếng Bali. 31, E cá tiên xá tí. 32, Đá tiên xá tí. Bát tiên xá tí. 33, Tết tiên xá tí. Tết tiên xà. 34, Chá tút tiên xá tí. Chá tút tiên xà. 35, Ban chá tiên xá tí. 36, Chát tiên xá tí. 37, Sát thá tiên xá tí. 38, Át thá tiên xá tí. 39, Ekuna chát tà lì xà. 40, Chát tà lì xà. 41, Ê cá chát tà lì xà. 42, Đuê chát tà lì xà. 43, Tê chát tà lì xà. 44, Chát tút chát tà lì xà. 45, Ban chá chát tà lì xà. 46, Chát chát tà lì xà. 47, Sát tá chát tà lì xà. 48, Át thá chát tà lì xà. 49, Ekuna Panyasa. 50, Panyasa Panasa. 51, Eka Panyasa. 52, Dwe Panyasa. 53, Te Panyasa. 54, Chatup Panyasa. 55, Pancha Panyasa. 56, Chap Panyasa. 57, Sata Panyasa. 58, Atha Panyasa. 59, Ekuna Sathi. 60, Sathi. Dạ thưa sư, xin hát. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ bạch sư, con xin đếm. Eka Sathi là 61, 62, Dwe Sathi. 63, Te Sathi. 64, Chatut Sathi. 65, Pancha Sathi. 66, Chát Sathi. 67, Sát Tá Sát Thí. 68, Át Thá Sát Thí. 69, Ê Cù Ná Sát Tá Tí. 70, Sát Tá Tí. 71, Ê Cá Sát Tá Tí. 72, Đuê Sát Tá Tí. 73, Tê Sát Tá Tí. 74, Chá Tút Sát Tá Tí. 75, Banh Chá Sát Tá Tí. 76, Chá Sát Tá Tí. 77, Sát Tá Sát Tá Tí. 78, Át Thá Sát Tá Tí. 79, Ê Cù Na Si Tí. 80, Á Si Tí. 81, Ê Ca Si Tí. 82, Đuê Si Tí. Đoa Si Tí. 83, Tia Si Tí. 84, Chá Tút Ra Si Tí. 85, Banh Cha Si Tí. 86, Cha Si Tí. 87, Sát Ta Si Tí. 88, Á Tha Si Tí. 89, Ê Cù Ná Vút Tí. 90, Ná Vút Tí. 91, Ê Cá Ná Vút Tí. 92, Đuê Ná Vút Tí. Đoa Ná Vút Tí. 93, Tê Ná Vút Tí. 94, Chát Tôn Ná Vú Tí. 95, Banh Chá Ná Vú Tí. 96, Chan Ná Vú Tí. 97, Sát Tá Ná Vú Tí. 98, Át Thá Ná Vú Tí. 99, Ê Cù Ná Sát Tá.
100 xá tá, 1000 xá há xá, 10000 đá xá xá há xá, 100000 xá tá xá há xá, lắc khá, 1000000 đá xá xá tá xá há xá, đá xá lắc khá, 10000000 cô tí, 100000000 đá xá cô tí, 1 tỷ xá tá cô tí. Con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc cho đến 1 ê ké, 2 là quý, 3 là tí, 4 ché tú, 5 banh ché, 6 ché, 5 banh ché, 6 ché, 7 sách té, 8 ách thé, 9 né quế, 10 đá xé, 11 ê ké đá xé, 12 ra đá xé, 13 bê, 12 bê rê, bê rê xé, 13 tê rê xé, 14 ché tú, ché tút đá xé, chút đá xé, cốt đá xé, 15 bánh ché đá xé, bánh rê xé, 16 sô lá xé, 17 sát tê rê xé, 18 át thê rê xé, 19 ê cù né quy xé tí, 20 quy xé tí, quy xe, 21 ê ké quy xé tí, 22 rơ quy xé tí, 3 quy xé tí, 23 tê quy xé tí, 24 ché tú quy xé tí, 25 banh ché quy xé tí, 26 chấp pi xé tí, 27 sách té quy xé tí, 28 áp thế quy xé tí, 29 ê cù né tim xé tí, 30 tìm xe tí, tìm xe. Tìm xe, dạ thầy sư, xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thầy sư, con xin đọc 31 e cắt tìm xa tí, 32 đo tìm xa tí, bắt tìm xa tí, 33 tết tìm xa tí, tết tìm xa, 34 chát tút tình xá tí, chát tút tình xà, 35 ban chát tình xá tí, 36 chát tình xá tí, 37 sát tát tình xá tí, 38 át thát tình xá tí, 39 ê cù nát chát nát khát tà li xà, 40 khát tà li xà, 41 ê khát khát tà li xà, 42 đê khát tà li xà, 43 tê cắt tà li xà, 44 chát tút cắt tà li xà, 45 bàn chát cắt tà li xà, 46 chát cắt tà li xà, 47 sát tá cắt tà li xà, 48 át thá cắt tà li xà, 49 ê khu ná bàn nhà xà, 50 bàn nhà xà, Panna sa 51 e cấp panna sa, 52 tuệ panna sa, 53 tê panna sa, 54 chấp túc panna sa, 55 ban chấp panna sa, 56 chấp panna sa, 57 sát tá panna sa, 58 át tá panna sa, 59 e cú nát sát thí, 60 sát thí. Dạ thưa con xin hết. Dạ thưa sư, phần số đếm đã đọc xong ạ. Dạ, bạch sư, sư hướng dẫn giúp cho con chỗ đuôi là 19, 29, 39. Chỗ đó là nên phát âm là eku hay là eco ạ? Bạch sư xin sư hướng dẫn giúp ạ. Eku. Eku dạ. Có phải chữ o không? Dạ. Và thứ hai, dạ con cảm ơn sư. Chỗ hai nữa là 83 ti gia si tí, thì khi chữ t phát âm như thế nào hay là mình đọc lướt nó đi thôi, thưa sư giải giúp ạ. Chữ t thôi, ti gia gia đọc nhanh lên gia. Dạ gia gia. Dạ con cảm ơn thưa sư ạ. Gia dạ, không có chữ t. Dạ gia dạ, si tí gia 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 si tí. Không, tia si tí. Tia si tí. Tia. Dạ.
Tisa City. Dạ con cảm ơn sư ạ. Rồi bây giờ chúng ta xem cái cách thức hình thành các số lẻ. Tức là mình muốn quyết số, cái này là từ 1 tới 100 thì nó như thế này. Nhưng bắt đầu từ 100 trở lên thì nó sẽ có cách hình thành của nó để biết, giống như các ví dụ ở trong đây. Trước tiên là cái số có số lẻ từ 1 đến 99, tức là từ 101 đến 199 hoặc là 201 đến 299, ví dụ vậy. Ở đây ví dụ người ta cho mình là các số này được hình thành bằng cách thêm chữ uttara, tức là thừa hay là dư, ở giữa số nguyên luôn đặt phía trước phía sau và số lẻ đặt phía trước. Số lẻ đặt phía trước, ví dụ ở đây là 101 thì chữ 1 được đặt phía trước, rồi sau đó chúng ta xem cái chữ uttara, số nguyên ở đây đó là 100 đặt phía sau, và nó sẽ được là e uttara satang. Để như đây chữ e cá ghép với chữ uttara thì cái chữ á thì người ta xóa bỏ nó đi, thì nó còn lại đó là e uttara ghép với chữ satang, tìm được là Ekutrasatang 101. Tức là mình muốn viết 101 là mình phải viết cho được cái chữ là Ekutrasatang. Mình không cần hình thành nữa, hình thành thì đã hình thành rồi. Mình hiểu chữ Ekutrasatang nó được hình thành như thế này, tức là cách ghép nó. Còn là 102. Muốn ghép được là chúng ta cũng phải nhớ số. Trước tiên là chúng ta nhớ số 2 đó là quý. Quý, rồi thêm chữ uttara, rồi chữ 100 là sát tăng. Thì ở đây thì nó sẽ được là quý uttara sát tăng. Quý uttara sát tăng. Còn là 103. Thì 103, 104, 105 gì nó cũng tương tự. 103 thì mình phải nhớ số 3 là tí cộng với uttara cộng với satang. Thì ở đây nó được số đó là uttara satang. Ở đây chữ tí nó biến thành chữ giá, rồi nó cộng với uttara, cho nên mình được nó là uttara satang, ý đổi thành giá. Nó là 103. Và 199 thì chữ số lẻ đây là số 99 thì đã là Ekonasata, rồi cộng với chữ uttara cộng với chữ satang thì mình sẽ được đó là Ekonasata uttara satang. Tức là chữ á này cũng bỏ, ghép chữ uttara vào thì được là Ekonasata uttara satang là 199. Muốn viết được các con số đếm này thì phải trước tiên là phải nhớ số rồi tập viết nó. Nhiều quyền có thể tập viết, ví dụ 105, 106, 107 mình viết được sao. Mình phải nhớ các con số ở đây. Trước tiên là nhớ các con số lẻ này, rồi nhớ thêm chữ uttara. Rồi cái trường hợp thứ hai, số có số lẻ từ 100 trở lên. À, 100 trở lên. Ví dụ như là 1100, 1200, 1301, 1311 gì đó, ví dụ vậy. Tức là từ 100 trở lên. Dạ.
Ở đây người ta cho thí dụ mình xin lỗi, các số này được hình thành bằng cách thêm chữ Atika. Ở đây ngày dịch chế ngày dịch là úa, cái chữ Atika này giống như là chữ Uttara thì nó chỉ là hơn. Chữ Atika này nó thường chỉ cho cái nghĩa đặc biệt hơn, thí dụ như là Thipati là người lãnh đạo, tức là lớn hơn nhiều. Để hiểu vậy. Ở giữa rồi số nguyên luôn được đặt phía sau và số lẻ đặt phía trước, nó cũng giống như như phần trước thôi. Để ở đây dùng 1100 thì số lẻ ở đây đó là số 100, rồi cộng với chữ Atika. Số nguyên ở đây đó là 1000 là chữ Sahasra. Thì chúng ta sẽ ghép lại đó là Satathika Sahasra. Thì chữ hai trường hợp mà hai chữ á này nó gặp nhau thì mình bỏ một chữ, bỏ chữ trước chữ sau gì cũng được cả. Nhưng mà sau khi bỏ một chữ xong thì mình trường âm nó lên, nó làm thành âm dài. Cho nên chữ Satta nó mới được là Satathika Sahasra. Rồi trường hợp thứ hai, ví dụ như là 115, 1115, thì chúng ta để ý ở trong trường hợp này á, nó vừa có số lẻ là 15, nó vừa có số lẻ là 100, hai trường hợp, cho nên mình phải thêm hai chữ. Chỗ nào mà số lẻ từ 1 tới 99 thì mình xem vào chữ Uttara, số lẻ từ 100 trở lên thì mình xem cho nó là chữ Atika. Ví dụ như là ở đây 15, 15 là Panarasa thì mình xem cho nó là Uttara. Rồi sau đó 100, 100 là Satta thì mình xem vào cái chữ Atika. Rồi mình cộng với chữ Sahasra thì mình sẽ được đó là Panarasuttara. Giống như hồi nãy bỏ chữ á rồi ghép chữ cuối vô thôi, Uttara. Rồi chữ Satta thì nó trở thành Satathika, rồi ghép với chữ Sahasra. Đó là 1115. Dạ. Rồi cứ nhớ nó là nếu mà số lẻ từ 100 trở lên thì mình xem vào chữ Atika. Số lẻ từ 1 tới 99 thì mình xem vào chữ Uttara. À, cứ như vậy thôi. Rồi một số thay đổi, ví dụ như là hai chữ á gặp nhau thì đổi nó thành chữ a, một vài trường hợp thay đổi như vậy. Hoặc là chữ á gặp chữ u thì bỏ chữ á đi để ghép vào, nó chỉ vậy thôi. Rồi còn cách thứ ba đó là cách sử dụng các số đếm. Cách sử dụng nó cũng rất là phức tạp. Cái số đếm ở trong tiếng Mali, trong tiếng Mali các số đếm được dùng như là tính từ, tức là nó dùng như là tính từ. Tuy vậy cách sử dụng của số đếm trong tiếng Mali khá phức tạp. Ê cá, dù ở đây chúng ta để ý nó phân ra từng trường hợp. Ê cá sử dụng được cả ba tính, tức là mỗi một loại tính có biến cách khác nhau và chỉ được chia ở số ít. Ê cá một thì nó chỉ được ở chia ở số ít. Nhưng mà mình muốn sử dụng được cái chữ e cá này á, tức là muốn nhớ sử dụng được con số 1 này á, là mình phải nhớ ba bảng chia của nó. Một bảng ở dạng nam tính, một bảng ở dạng nữ tính và một bảng ở dạng trung tính. Đó là số 1 thì thôi. Ví dụ ở đây người ta cho mình là, ví dụ ở bảng nam tính Eko Buriso, một người đàn ông. Rồi nữ tính là Eka Amma, một người mẹ. Rồi trung tính E Căng Cố Lăng, một gia đình. Thì đó là đối với số 1 là mình phải nhớ ba bảng. Chúng ta sẽ học các bảng chia này sau. Quý, quý sử dụng được cả ba tính có biến cách giống nhau ở ba loại tính và chỉ được chia ở số nhiều. Thì ở số 2 á, thì nó cũng được sử dụng ở ba tính, nhưng mà nó chỉ được chia ở số nhiều
và bảng chia cả ba tính thì giống nhau. Là ở số 1 nãy mình phân ra thành ba bảng, nhưng mà ở số 2 thì người ta chỉ sử dụng một bảng thôi, một bảng tài cho ba tính, cho nên mình mới thấy là quê Purisa hai người đàn ông, quê Amayo hai người mẹ, quê Kulani hai gia đình, nó không có thay đổi so với chữ Eka bên đây, Eko, Eka gì luôn luôn. Còn ở đây nó chỉ là quê, quê, quê. Rồi đối với số 3 và số 4, tiết chất tú sử dụng được cả ba tính, mỗi một loại tính có biến cách khác nhau và chỉ được chia ở số nhịp. Số 3, số 4 thì nó cũng chỉ được chia ở số nhịp, nhưng mà nó có ba bảng khác nhau, ba bảng khác nhau, tức là nam tính một bảng, nữ tính một bảng, trung tính một bảng. Thí dụ như là người ta cho mình thí dụ số 3, bảng nam tính chủ cách đó là nó tái vô Purisa ba người đàn ông, ở nữ tính nó là Tiso Amayo ba người mẹ, bảng trung tính nó là Tani Kulani ba gia đình. Đó là đối với số 3 và số 4. Vậy với số 3 và số 4 này là chúng ta phải học 6 bảng dành cho ba tính, tức là số 3 này 3 bảng, số 4 này 3 bảng, là 6 bảng. Số 5, từ số 5 đến số 18 là Pancha đến Attharasa, thì nó có cách sử dụng như thế này. Sử dụng được cả ba tính, có biến cách giống nhau ở cả ba loại tính và chỉ được chia ở số nhịp. Nó cũng giống số 2, số 3, số 4, tức là chỉ được chia ở số nhịp từ 5 tới 18. Có biến cách giống nhau, tức là nó chỉ sử dụng một bảng, dù nam, nữ gì, trung gì, nó cũng chỉ là một bảng và được chia ở số nhiều. Ví dụ mình thấy là Pancha Purisa năm người đàn ông, Pancha Amayo năm người mẹ, Pancha Kulani năm gia đình. Là bây giờ mình muốn thay cho 18 thì là sao? Attharasa Purisa 18 người đàn ông, Attharasa Amayo 18 người mẹ, Attharasa Kulani 18 gia đình. Ở đây nó chỉ có một bảng sử dụng cho cả ba tính. Rồi từ Eko Na Vi Sa Tí 19 đến Vi Sa Tí, Eko Na Vi Sa Tí 19, Vi Sa Tí 2, Vi Sa 20. Và những con số còn lại có hai trường hợp. Nếu nguyên âm cuối của chúng là Y hoặc A thì chúng chỉ được chia theo nữ tính và số ít. Tức là từ 19 trở lên, nếu mà nó kết thúc bằng Y hoặc là bằng A thì nó chỉ được chia ở dạng nữ tính và số ít. Tức là sử dụng ở dạng nữ tính và số ít. Cho dù nó đi với danh từ nam tính, danh từ trung tính, nó vẫn chia ở dạng nữ tính và số ít. Dạ. Thí dụ ở đây chúng ta thấy là Visa Purisa 20 người đàn ông. Thì chữ Purisa là danh từ nam tính số nhiều. Nhưng mà chữ Visa 20 ở đây đó, nó là danh từ nữ tính số ít. Nhưng mà nó đồng cách, tức là chủ cách, nó chỉ đồng cách thôi, còn tính với số, số nó không có đồng. Hoặc là Vi Sa Tí Kanya Yo 20 cô gái. Yeah. Thì Kanya Yo là danh từ nữ tính chủ cách số nhiều. Vi Sa Tí là danh từ nữ tính số ít. Thì đó là trường hợp nếu mà các số mà nó tăng cùng bằng Y hoặc là bằng A. Rồi nếu nguyên âm cuối của chúng là A thì chúng chỉ được chia ở dạng trung tính và số ít. Tức là nếu mà con số nào nó kết thúc bằng chữ A thì nó chỉ được chia ở số ít, ở dạng trung tính và số ít theo cái bảng chia của nó.
ở đây nữ tính ở đây là chia theo cái bảng nữ tính của số số điểm, chứ không phải nữ tính giống danh từ mình học. Rồi trung tính ở đây cũng là cái bảng trung tính riêng của nó, chứ không phải là trung tính theo danh từ trung tính mà mình đã học trước đây. Tức là nó có một cái bảng chia riêng của nó. Thí dụ ở đây là sách tăng Purisa 100 người đàn ông. Thì Purisa cũng là chủ danh từ nam tính, chủ cách số nhiều. Chữ sách tăng là danh từ trung tính, chủ cách số ít. Tức là nó chỉ đồng cách, còn số quy tính thì nó không có đồng. Hoặc là sách tăng cây nhai vô 100 cô gái cũng tương tự. Dạ. Ở đây người ta có một cái ghi chú nhỏ nhưng mà cũng để ý. Những số từ 19 trở lên khi được chia ở số ít, chỉ được chia ở số ít. Tuy nhiên chúng cũng có thể dùng ở số nhiều khi dùng để chỉ một phân số riêng biệt, như là Chattari, Chattani 400, ví dụ vậy. Thì đó một số, đó là cách sử dụng của số điểm, cách sử dụng của số điểm. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ học các bảng chia. Bảng chia. Bây giờ chúng ta học bảng chia số 1 trước. Đây tìm bảng chia số 1 trước để các từng tập đọc. Đây là bảng chia số 1 cho cả 3 tính. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên chia bảng chia số 1 này trước hết đi. Rồi ta chia hết ha, chia nam tính xong rồi tới nữ tính, tới trung tính. Rồi mời lớp giơ tay lên để tập chia đi. Cô muốn chia thành lớp chia. Dạ. Tôi xin mời cô tu nữ dự báo ạ. Mở mi chưa? Dạ con chưa. Xin lỗi con nghe giờ con mở mi. Vậy con đọc không hả sư? Đọc đi. Dạ. Biến thể của bạch sư, con xin đọc biến thể của ê cá. Cách 1, nam tánh ê cô, nữ tánh ê ca, trung tánh ê căn. Đọc xuống hết nam tánh rồi tới nữ tính tới trung tánh. Dạ dạ. Cách 1, nam tánh ê cô. Cách 2, ê căn. Cách 3, ê kê ná. Cách 4, ê cát xá. Cách 5, ê cát ma. Cách 6, ê cát xá. Cách 7, ê cát minh. Nữ tánh ê ca. Cách 1, ê ca. Cách 2, ê căng. Cách 3, ê ca giá. Cách 4, ê ca giá. Cách 5, ê ca giá. Cách 6, ê ca giá. Cách 7, ê ca giá. Trung tánh. Cách 1, ê căng. Cách 2, ê căng. Cách 3, ê kê ná. Cách 4, ê cát xá. Cách 5, ê cát ma. Cách 6, ê cát xá. Cách 7, ê cát minh. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bảng biến cách của một vài số đếm của ê cá. Biến thể của ê cá. Cách 1, nam tính, ê cô. Cách 2, ê căng. Cách 3, ê kê ná. Cách 4, ê cát xá. Cách 5, ê cát ma. Cách 6, ê cát xá. Cách 7, ê cát minh. Nữ tánh. Cách 1, ê ca. Cách 2, ê căng. Cách 3, ê ca giá.
cách 4 ê ca giá, cách 5 ê ca giá, cách 6 ê ca giá, cách 7 ê ca giá, trung tính, cách 1 ê căng, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê cách xá, cách 5 ê cách ma, cách 6 ê cách xá, cách 7 ê cách biên. Tôi xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc bản biến cách của một vài số đếm, biến thể của ê cá. Bản nam tính, cách 1, ê cô, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 4, ê cách xá, cách 5, ê cách ma, cách 6, ê cách xá, cách 7, ê cách minh. Bản nữ tính, cách 1, ê ca, cách 2, ê căng, cách 3, ê ca giá, cách 4, ê ca giá, cách 5, ê ca giá, cách 6, ê ca giá, cách 7, ê ca giá. Bản trung tính, cách 1, ê căng, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 4, ê cách xá, cách 5, ê cách ma, cách 6, ê cách xá, cách 7, ê cách minh. Dạ, thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc biến thể của ê cá. Nam tính, cách 1, ê cô, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 4, ê cá xá, cách 5, ê cá ma, cách 6, ê cá xá, cách 7, ê cá minh. Nữ tính, cách 1 ê ca, cách 2 ê căng, cách 3 ê ca giá, cách 4 ê ca giá, cách 5 ê ca giá, cách 6 ê ca giá, cách 7 ê ca giá. Trung tính, cách 1 ê căng, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê ca xá, cách 5 ê ca ma, cách 6 ê ca xá, cách 7 ê ca mi. Để tôi xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc biến thể của ê cá là số 1 ạ. Cách 1 nam tính ê cô, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê cát xá, cách 5 ê cát ma, cách 6 ê cát xá, cách 7 ê cát minh. Nữ tính, cách 1 ê ca, cách 2 ê căng, cách 3 ê ca giá, cách 4 ê ca giá, cách 5 ê ca giá, cách 6 ê ca giá, cách 7 ê ca giá. Trung tính, cách 1 ê căng, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê cát xá, cách 5 ê cát ma, cách 6 ê cát xá, cách 7 ê cát minh. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc bản biến thể của ê cá. Cách 1, nam tánh ê cô, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 4, ê cách xá, cách 5, ê cách ma, cách 6, ê cách xá, cách 7, ê cách minh. Nữ tánh, cách 1, ê ca, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê giá, cách 4, ê kê giá, cách 5, ê kê giá, cách 6, ê kê giá, cách 7, ê kê giá. Trung tánh, cách 1, ê căng, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 3, ê cách xá, cách 4, ê cách ma, cách 5, ê cách ma, cách 6, ê cách xá, cách 7, ê cách minh. Dạ, con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc biến thể của ê cá, bản nam tánh. Cách thứ nhất, ê cô. Cách thứ hai, ê căng. Cách thứ ba, ê kê ná. Cách thứ bốn, ê cách xá. Cách thứ năm, ê cách ma. Cách thứ sáu, ê cách xá. Cách thứ bảy, ê cách minh. Bản nữ tánh, số 1, ê ca, số 2, cách 2, ê căng, cách 3, ê ca giá, cách 4, ê ca giá, cách 5, ê ca giá, cách 6, ê ca giá, cách 7, ê ca giá. Bản trung tính, cách 1, ê căng, cách 2, ê căng, cách 3, ê kê ná, cách 4, ê cát xá, cách 5, ê cát ma, cách 6, ê cát xá, cách 7, ê cát min. Dạ, thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc biến thể của ê cá. Bản nam tính, cách thứ nhất, ê cô,
cách thứ hai ê căng, cách thứ ba ê kê ná, cách thứ tư ê cát xá, cách thứ năm ê cát ma, cách thứ sáu ê cát xá, cách thứ bảy ê cát min. Bạn ngữ tính, cách thứ nhất ê ca, cách thứ hai ê căng, cách thứ ba ê ca giá, cách thứ tư ê ca giá, cách thứ năm ê ca giá, cách thứ sáu ê ca giá, cách thứ bảy ê ca giá. Bản trung tánh, cách thứ nhất ê căng, cách thứ hai ê căng, cách thứ ba ê kê ná, cách thứ tư ê cát xá, cách thứ năm ê cát ma, cách thứ sáu ê cát xá, cách thứ bảy ê cát min. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến thể của ê cá. Nam tánh, cách 1 ê cô, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê cát xá, cách 5 ê cát ma, cách 6 ê cát xá, cách 7 ê cát min. Nữ tính, cách 1 ê ca, cách 2 ê căng, cách 3 ê ca giá, cách 4 ê ca giá, cách 5 ê ca giá, cách 6 ê ca giá, cách 7 ê ca giá. Trung tính, cách 1 ê căng, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê cát xá, cách 5 ê cát ma, cách 6 ê cát xá, cách 7 ê cát minh. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin phép được đọc biến thể của ê cá. Cách 1 ê nam tánh ê cô, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê nát, cách 4 ê khát sát, cách 5 ê khát ma, cách 6 ê khát sát, cách 7 ê khát minh. Nữ tánh ê ca, cách 1 ê ca, cách 2 ê căng, cách 3 ê ca giá, cách 4 ê ca giá, 5 ê ca giá, cách 6 ê ca giá, cách 7 ê ca giá. Trung tánh, cách 1 ê căng, cách 2 ê căng, cách 3 ê kê ná, cách 4 ê khát xá, cách 5 ê khát ma, cách 6 ê khát xá, cách 7 ê khát min. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ sư, bản chia đã được đọc xong hết ạ. Bây giờ, thôi bây giờ mình hết giờ rồi, chắc mình phải học một buổi nữa để tập được. Bây giờ mình lớp nghỉ ha, mời cô. Dạ, dạ buổi học đã được kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư giảng dạy ạ. Dạ bây giờ xin mời quý vị tắt âm thanh để hướng tâm về thời kinh hồi hướng do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thay mặt các học viên lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha Chabumata Devanaga Mahitika Bonyang No Anumudatu Chirang Rakkang Tusa Sanang Akasatha Chabumata Devanaga Mahitika Bonyang No Anumudatu Chirang Rakkang Tuno Garu Akasatha Chabhumatha Devanaga Mahitika Bunyano Anumodantu Chirang Rakkantu Nyatayo Akasatha Chabhumatha Devanaga Mahitika.